Xin chào anh chị. Video clip này Cân Điện Tử Gia Phát gửi đến anh chị về video clip về sửa máy quạt điều hòa. Đây là một cái máy quạt thực tế mà Cân Điện Tử Gia Phát đã sử dụng được một thời gian dài. Và máy này được sử dụng trong cái môi trường là không gian mở, cho nên là nó sẽ làm dịu mát được không khí và môi trường làm việc của anh em Cân Điện Tử Gia Phát. Và lúc mà Cân Điện Tử Gia Phát mua cái quạt này thì cũng đã lựa chọn và chọn một cái quạt có cái cửa nước vào phía trước cùng với cái đồng hồ báo nước ở phía trước như này, thì nó cùng một chiều cùng một bên, cho nên mình đổ nước vô mình dễ dàng biết được là cái nước mình đổ vô đã đầy hay chưa. Và xài được hơn một năm thì đã qua thời gian bảo hành thì nó là bị hư mất, nó bị cháy bơm, nó không bơm nước lên nữa, thì nó vẫn cứ quạt nhưng mà nó không có mát, cho nên là Cân Điện Tử Gia Phát mới tìm cái nguyên nhân là nó biết được nó đang bị cháy bơm. Anh em đang kiểm tra và tiến hành là thay bơm cho cái máy quạt này. Và cái việc mà Cân Điện Tử Gia Phát chia sẻ với chị video clip này để chị xem và cũng thể cùng làm theo, vì cái việc mà cái máy quạt điều hòa sàn thời gian thì cái bộ phận mà mau hư nhất đó chính là cái máy bơm. Thì nguyên nhân của việc hư hỏng có thể là mình sử dụng quá tải, có thể là mình đã hết nước rồi mình vẫn chọn cái chế độ máy bơm, có giống như là mình máy bơm mà bơm không có nước vậy đó, thì nó dẫn đến tình trạng là dễ dàng bị cháy, hay là do cái tuổi đời của máy bơm đến chừng đó thời gian thì nó sẽ hư chẳng hạn. Thì sau khi mình biết được là cái quạt này nó bị cháy máy bơm thì mình sẽ tiến hành thay thế mà thôi, nó cũng khá đơn giản. Thì video clip này Cân Điện Tử Gia Phát chia sẻ đến anh chị thì chúng ta cùng tham khảo, chúng ta cùng xem video clip này, chúng ta cùng theo, để có một khi nào đó mà chúng ta đang sử dụng máy bơm, máy quạt điều hòa, mà nếu mà máy bơm mà nó bị hư thì chúng ta cùng tham khảo video clip này, cùng tiến hành theo. Còn đây là cái bên trong của cái máy quạt. Đây, nước nó sẽ đổ xuống cái giấy này và nó chảy xuống. Rồi, chúng ta sẽ nhìn lên bên trên. Đây chính vị trí mà những giọt nước nó máy bơm bơm lên và đổ xuống thành giấy như thế này, và nó hút hơi vô và thổi quạt ra làm cho có không khí nó mang theo lượng hơi ẩm cao cho mát và dịu không khí xung quanh của chúng ta. Và việc của chúng ta đang làm đây chính là thay cái máy bơm này. Và đây chính là cái máy bơm mà Cân Điện Tử Gia Phát đã mua online trên Lazada. Có nhiều lắm, anh chị mình lên Lazada thì sẽ thấy nhiều lắm cái máy bơm cho quạt điều hòa, máy bơm cho bệ tủ kính, hoặc là máy bơm cho những cái hồ cá mini thì rất nhiều. Thì anh chị có thể là mua đúng cái loại mà mình cần, là máy bơm cho máy quạt điều hòa, hoặc là mình mua một cái máy bơm cho hồ cá, mình có thể tự chế lại. Cái hình dáng thì nó có thể khác nhau, nó gần giống nhau tí xíu, nhưng mà cái chức năng này cũng tương tự, tại sử dụng khoảng chừng cái máy bơm 18W và dùng điện xoay chiều, cho nên cái cách mà chúng ta thao tác thì cũng na ná như nhau. Ở đây chính là cái máy bơm thực tế, đóng gói cũng khá kỹ, có luôn cái màng ni lông để bảo vệ. Rồi, đây bên trong của máy bơm chúng ta có máy bơm và dây nguồn, hết, đơn giản thôi, chúng ta sẽ thay thế thôi. Cái máy bơm mà mình đang mua á, mình cố tình chọn mua một cái máy bơm gần như hình dáng và công suất nó giống y chang như cái máy bơm cũ của cái quạt này, để cho có cái mình mua một cái tương đồng mình dễ thay thế hơn. Còn nếu anh chị mà tìm trên mạng mà không thấy một cái hình dáng tương đồng cho cái máy bơm của mình á, thì mình có thể mua một cái máy bơm cho hồ cá mini, mình về mình làm cũng y chang như vậy luôn, cái thao tác thay thế thì gần giống như nhau. Còn cái hình dáng máy bơm thì chỉ cần chọn một cái máy bơm có cùng công suất là được, 18W. Video clip này là làm thực tế và chỉ làm một lần mà thôi, cho nên là khi mà tháo máy bơm ra thì mình cảm giác hơi khó khăn với con ốc thứ hai,
và sau đó mình phát hiện một điều là mình nên gỡ cái tấm nhựa ra nữa, thì cái máy bơm nó sẽ lộ thiên ra và nó mình không có cứng cái gì hết, thì mình thay nó rất là dễ dàng. Đây, tháo ra là cái bơm nó lộ thiên như này đây. Gần như là cái quạt điều hòa này rất là phổ biến trên thị trường, có rất nhiều thương hiệu, gần như là hình dáng nó có những cái thương hiệu lạ lạ như là mình đang mua đây, mình cũng không biết là thương hiệu gốc nó là ai, chỉ biết là bán ở một cái cửa hàng điện máy ở gần chỗ mình thì mình mua về thôi. Nhưng mà sau đó thì mới tìm hiểu được là trên thị trường cũng đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra cái máy điều hòa này và có thương hiệu rất là nổi tiếng. Rồi, đắp đúng vị trí cũ, gắn cái nhà này vô. Thực ra bên dưới cái máy bơm á, nó có bốn cái hít, cho nên mình đặt xuống, mình định xuống cái đáy của cái máy quạt thì nó tự hít xuống, tự dính vô. Còn cái phần ngàm này chính là giúp cho cái máy bơm nó cố định ở một vị trí. Anh chị xem video clip này sẽ thấy nó hơi luống cuống, tại vì mình cũng là lần đầu tiên thay thế cái máy bơm này, cũng không phải là thợ điện tử chuyên dụng trong lĩnh vực mà điện lạnh, cho nên anh chị khi mà anh chị thao tác cũng sẽ giống như thực tế là video clip này, tại vì nếu là anh chị lần đầu tiên hay làm những cái công việc này thì cũng sẽ luống cuống như y chang như là anh nhân viên đang thao tác như thế này đây. Còn cái vị trí mình cắt ở trên, tại sao mình không cắt ở phía dưới để thao tác thuận lợi hơn. Thực ra mình muốn cái vết nối này nè nó xa cái mặt nước bên dưới, khi mà đổ nước vô làm cho máy quạt á, mình muốn cái vết nối này nó cao lên, nó không ảnh hưởng gì, tại vì trong cái môi trường của máy quạt này cái hơi ẩm rất là cao, cho nên cái vết nối nó càng cách mặt nước càng xa thì mình càng yên tâm hơn. Chỉ có hai dây là dây xanh với dây nâu thôi anh em ạ. Rồi, nhưng mà điện sẽ chiều, cho nên khi lát nữa là anh em đấu nối với cái máy bơm mới á, thì anh em cứ đấu thoải mái, còn không thì cứ thích đấu thì đấu cùng màu thôi. Chỉ có màu xanh và màu nâu. Việc mà sửa máy bơm, máy quạt điều hòa tại nhà là một việc hoàn toàn có thể và gần như là anh em nào có thể làm được. Tại vì trong cái máy quạt điều hòa này, cái bộ phận mà thường mau hư nhất vẫn là cái máy bơm, còn cái máy quạt ở trên thì gần như ít lắm, ít hỏng lắm, ít hỏng phần nguồn lắm. Mà nếu như mà có hư hỏng gì phần cấp nguồn á, để máy quạt không quạt thì cũng sẽ có video clip khác mà trên tự do phát sẽ lần lượt chia sẻ với anh em. Dễ dàng thay thế lắm, chứ không cần nhất thiết là mình phải tìm kiếm một cái người thợ điện tử nào đến chạy đến nhà mình để kiểm tra và sửa chữa, hay là phải bỏ luôn cái máy điều hòa đâu. Thật ra tất cả mọi thứ đều dễ dàng thay thế, tại vì bên trong cái máy quạt điều hòa này nó cũng khá đơn giản, mà mình có thể mua các phụ kiện linh kiện trên mạng rất nhiều nhà cung cấp. Rồi, chúng ta sẽ dán cái băng keo màu đen cho nó kỹ vào, tại vì trong môi trường này, môi trường độ ẩm cao, nước nó có thể băng tới nữa, cho nên là tốt nhất là mình cứ dán băng keo thật nhiều, an toàn.
Rồi, một vòng và chúng ta dán ngược lên thêm một vòng nữa là 2. Rồi, an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đường dây lại cho gọn thôi. Thực ra các bạn dây màu đen mình có thể cắt ngắn bớt, nhưng mà cứ để như vậy đi. Sau này có cái dịp nào đó chúng ta lại cần đến thì sẽ làm sao, cho nên thôi cứ cột lại để gọn ở bên trong cái thân của cái quạt như thế này. Sẽ dùng dây rút nữa để siết chặt những cái cố định những dây điện này lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đấu cái đường ống dẫn nước lên đây. Đường này cho đường ống dẫn nước lên. Rồi, vệ sinh. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã lắp hoàn thành xong cái máy bơm rồi. Máy bơm mới và chúng ta đổ một lượng ít nước vào để kiểm tra là máy bơm nó hoạt động hay không. Rồi, chúng ta đã cắm điện sẵn sàng và anh em mình thì cẩn thận chọn một cái ổ điện có cái cầu chì để có sự cố gì thì nó sẽ đứt cầu chì và an toàn cho mình hơn. Rồi, chúng ta sẽ mở điện, rồi bật on, rồi xem nước có chảy không nào. Đây, nước thực tế nó sẽ được bơm lên và nước chảy xuống như thế này đây. Video clip này thì quay cụ thể hơn. Ở trên YouTube thì anh chị sẽ thấy một số video clip mà không cái đến cái đoạn cuối cùng thì không có bật điện để xem là nước nó chảy nó xuống như thế nào. Thì không biết là quá trình lắp đó có thành công hay không. Còn ở đây thì anh em sẽ thấy rõ rằng là máy bơm lắp vô thì nó sẽ hoạt động đúng công suất và nó cho ra dòng nước như thế nào đây. Thì nước nó sẽ chảy vào những cái lớp giấy mà không khí nó hút vào, nó có hơi ẩm và nó đẩy ra làm mát cho cơ thể chúng ta, làm dịu môi trường, làm giảm nhiệt độ xung quanh. Rồi, và là chúng ta đã thành công. Còn chỗ này nó hơi bị dư dây, mình sẽ làm kỹ lại chỗ này xíu cho nó gọn lại, cho nó an toàn. Cột nó lại thêm một lần nữa. Đây, chúng ta đã cột xong rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một con rồng và thành quả của chúng ta ha. Một câu hỏi đặt ra là anh em có tự làm được hay không? Thật ra thì đây là lần đầu tiên mình thay cái máy bơm cho cái máy quạt điều hòa. Cũng sẽ giống anh chị. Nếu mà máy quạt điều hòa anh chị bị cháy bơm, bị không lên nước á, thì anh chị cũng sẽ làm y chang như thế này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lắp cái phần sau của máy quạt vào. Hiện tại một tay mình đã cầm điện thoại, một tay mình lắp vào, thì đây cũng là một thử thách, lắp một tay có được hay không. Thì khi mà một số anh chị mà khi mở cái quạt điều hòa lần đầu tiên á, thì ra không biết làm sao để lấy được cái phần giấy này ra. Có người thì lật ngửa, lật úp, lật ngược cái máy điều hòa để rút ra. Có người thì cũng hơi tốn thời gian để rút ra được. Còn bây giờ thì lắp vào thì nếu mà anh chị làm tay quen tay thì chỉ cần một tay như mình thôi thì cũng đã lắp được rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã làm xong, chúng ta đã tự sửa xong cái máy quạt điều hòa của chúng ta, nó đã bị cháy bơm, không lên nước. Chúng ta đã thay thế một cái mới, thì giá cũng rất là rẻ và anh chị có thể tìm mua trên Lazada, trên Tiki, trên AliRoi. Thì có rất nhiều trang thương mại điện tử bán cái máy bơm của cái máy quạt điều hòa này. Và video clip này gửi đến anh chị thì sẽ với mục đích là những anh chị nào mà chưa từng thay cái bơm này, không phải là thợ nha, những người có đang sử dụng máy quạt điều hòa và máy quạt điều hòa đang bị cháy bơm thì có thể làm thay video của này, tự tin làm chứ không có gì khó khăn cả. Và sau đó mình sẽ có một cái máy quạt mới. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy video rất là hữu ích thì xin nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này ở YouTube để nhận được nhiều hơn video clip từ kênh Tự Gia Phát. Và cân điện tử Gia Phát là một trong những website chuyên bán về cân điện tử, có rất nhiều loại,
từ cân nhỏ hay là cân tính tiền bán hàng để bán trái cây, thịt cá, rau củ quả, hay là có những cái cân bàn, cân máy xe di chuyển để cân được 60kg đến 500kg, hay là cả cân gà vịt heo hoặc là cân nông sản inox, và cả những cái dòng cân heo điện tử, cân củ lùa như thế nào đây, thì trên website cân gia phát.com đều có đầy đủ những dòng cân điện tử như thế này mà anh chị có thể xem thêm. Hoặc là nếu anh chị cần mua một cái cân điện tử thì anh chị có thể là gọi nhanh hoặc là Zalo đến số hotline 0909 899 833 này. Cân điện tử Gia Phát xin cảm ơn ạ.